Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, sau khi thôi động ra thanh liên yêu hỏa đốt cháy bàn tay ma khí của khô lâu đà chủ, Tần Trần liền lao đến một bên vách đá, thôi động phiên thiên ấn nện mạnh lên vách đá này, thế nhưng dưới một kích đó, vách đá kia lại không có một chút tổn hao nào. Thế nhưng Tần Trần cũng không có để ý đến điều đó, thân hình liền lao sang một vách đá khác, tiếp tục dùng phiên thiên ấn nện mạnh lên. Thấy hành động này của Tần Trần, làm đám võ giả bên dưới nhất thời không hiểu hắn đang muốn làm gì, nếu như là muốn phá vỡ đại trận, thì phải tập trung một chỗ công kích thôi chứ, nhưng đây tần trần lại cứ đập loạn xạ mỗi chỗ một ít như vậy thì có tác dụng gì nhưng mà đúng lúc đó cả đám lại kinh ngạc khi phát hiện ra hắc sắc ma khí đang vây quanh bọn họ vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy rất nhanh tiêu tán đi chỉ qua mấy cái hô hấp tất cả hắc sắc ma khí trong đây đều đã tiêu tan sạch sẽ điều này làm cho đám võ giả ở đây mừng như điên thế nhưng cũng đúng lúc đó thanh âm tràn đầy tức giận của khô lâu đà chủ lại vang lên quát lớn tiểu tử thối ngươi đã làm cái gì tại sao ta lại không thể thôi động được ma thiên đại trận tần trần nghe vậy cũng không có lên tiếng trả lời thân hình trực tiếp lao đến quan tài ở phía sau cánh cửa đá trước mặt hai tay liên tục thi triển ra từng đạo thủ pháp vỗ xung quanh quan tài đá kia mấy chục cái sau đó liền thôi động phiên thiên ấn mạnh mẽ đánh xuống đem quan tài đá kia trấn cho chia năm xẻ bảy hóa thành vô số toái thạch văn ra xung quanh theo quan tài vỡ ra thanh âm tràn đầy hoảng sợ của khô lâu đà chủ lại lần nữa vang lên tiểu tử thối ngươi vậy mà có thể phá vỡ được hậu thổ ma quan điều này sao có thể chứ hậu thổ ma quan này ngay cả bát giai võ hoàng cũng không phá nổi tại sao một cái võ vương nhỏ nhoi như ngươi lại làm được mà lúc này ở phía sau nghe khô lâu đà chủ nói vậy lại chứng kiến từng trần có thể phá vỡ được quan tài đá này làm đám võ giả của bách triều chi địa kinh ngạc không thôi ngay lập tức cả đám liền lao lên xem khô lâu đà chủ có ở trong đó không thế nhưng khi bọn họ đến nơi thì lại thấy ở bên trong quan tài kia có một cái quan tài nhỏ hơn ở xung quanh quan tài này điêu khắc rất nhiều hoa văn cấm chế làm cho đám người khi nhìn vào không khỏi hoa cả mắt vì nghi ngờ khô lâu đà chủ ẩn nấp trong chiếc quan tài nhỏ này tránh trường hợp từng trần bị đánh lén mà trọng thương nên mấy lão tổ của bảy đại vương triều liền xung phong tiến lên xuất thủ mà tần trần thấy vậy cũng không có ngăn cản các loại đao khí quyền khí chưởng khí giống như đại dương liền được đám lão tổ này đánh ra trong nháy mắt đã đem chiếc quan tài nhỏ kia oanh bạo hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán khắp nơi thế nhưng làm mọi người giật mình là bên trong chiếc quan tài này hoàn toàn rỗng tuếch khô lâu đà chủ vậy mà lại không có trong đó trong nhất thời cả đám chỉ biết há hốc mồm quay sang nhìn nhau khó có thể tin những gì bản thân đang thấy bọn họ đã phải đổ bao nhiêu tiên huyết mới tiến đến nơi đây Thế mà hiện tại lại không thể tìm được kẻ đứng sau chuyện này. Sau một hồi, cả đám lại nhìn sang Tần Trần, xem hắn có phát hiện gì không. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, bọn họ đã hoàn toàn bị Tần Trần thuyết phục, thế nên cứ mỗi khi gặp phải vấn đề thì người trước tiên bọn họ nghĩ đến chính là Tần Trần. Về phía Tần Trần, bị ánh mắt của đám người này tập trung nhìn đến, hắn cũng không có để ý, mà vẫn ngưng thần nhìn hoa văn phức tạp ở trong quan tài kia, sau một hồi thì mới lên tiếng, trong thanh âm hiện rõ vẻ ngưng trọng nói: "Trong quan tài này có một cái trận pháp" là huyết luyện chi trận đây là một loại trận pháp dùng để thu nhận tinh huyết của võ giả để luyện thành thân xác mới cho bản thân rất có khả năng khô lâu đà chủ muốn dùng trận pháp này để phục sinh nên mới đem chúng ta dẫn đến chỗ này chém giết sau đó thông qua trận pháp hấp thu máu huyết của chúng ta để ngưng luyện thân xác mới từng trần nói ra mấy lời này làm đám võ giả ở đây không khỏi hít vào một hơi khí lạnh còn không đợi cho người nào lên tiếng thì thanh âm quái dị của khô lâu đà chủ lại lần nữa vang lên hắn cười kiệt kiệt mấy tiếng rồi nói tiểu tử Ngươi nói không sai chỉ là một bộ xương khô mà hành tẩu thiên hạ thì cũng quá khó coi đi thế nên bản tọa mới muốn mượn tinh huyết của các ngươi để ngưng tụ thân xác mới mà các ngươi có thể trở thành chất dinh dưỡng trong cơ thể của bản tọa thì đó cũng là một điều hân hạnh còn tiểu tử ngươi dám cả gan phá hoại kế hoạch của bản tọa đợi đến khi bản tọa ngưng tụ thân thể xong nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh hơn nữa ngươi lại còn bị ký sinh hạt giống chọn trúng chắc hẳn huyết nhục sẽ ngon hơn đám người ở đây nhiều nghe được lời này từng trần tức khắc cả kinh thất thanh lên tiếng nói ngươi không phải là võ giả của bách triều chi địa ngươi là dị ma tộc nhân đám võ giả trên sân nghe từng trần nói vậy thì sửng sốt hẳn lên liền quay sang từng trần để xác nhận lại xem có đúng không bởi vì theo như bọn họ biết viễn cổ dị tộc đã bị nhân tộc diệt xác coi như không chết hết thì qua vô số năm như vậy làm sao có thể sống sót đến tận bây giờ được nghe đám võ giả ở đây hỏi về chuyện này từng trần cũng không có lên tiếng trả lời bởi vì sự tình của ký sinh hạt giống hắn cũng không biết phải giải thích cho đám người này như thế nào nữa quay đầu nhìn sang phía khác để lãng tránh chuyện này từng trần liền thi triển ra phá cấm chi nhãn cẩn thận quan sát xung quanh xem có phát hiện ra được gì không thế nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ra được cái gì cả đại hắc miêu thấy vậy thì liền tiến đến gần truyền âm nói tiểu tử nếu ta đoán không nhầm thì tên kia chắc hẳn đang trốn trong hạch tâm tế đàn của di tích viễn cổ này mà ngọc giảng ban ngày của ngươi có thể câu thông với tế đàn này chỉ cần ngươi lấy tinh huyết luyện hóa ngọc giảng đó là có thể mở ra được thông đạo tìm đến chỗ mà tên kia đang ẩn nấp nội dung tập này đến đây là hết rồi. để biết mấy người từng trần có thể tìm được vị trí ẩn thân của khô lâu đà chủ hay không thì mọi người nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi diễn biến của phim trong tập sau nhé.